Người cung cấp thông tin bóc trần Seung Ri từ chiếc điện thoại vàng được thưởng lớn. Sau 4 năm, thông tin về người cung cấp bằng chứng then chốt bóc trần Seung Ri và đồng bọn trong vụ bê bối Burning Sun mới được công bố. Burning Sun vẫn bị liệt vào hàng bê bối lớn nhất trong lịch sử làng giải trí Hàn Quốc dù xảy ra vào năm 2019. Tất cả những cái tên liên quan trực tiếp như Seung Ri, Jung Jun Jang, Choi Jong Hoon đều đã vào tù, cựu thành viên Big Bang còn lộ diện gần đây sau khi ra tù. Đáng nói hôm nay, ngày 24 tháng 6, chi tiết liên quan đến chiếc điện thoại vàng của kẻ đầu sỏ nhóm chat tình dục, cựu ca sĩ Jung Jun Jang, và nhân vật có công khui ra bằng chứng then chốt có trong chiếc điện thoại này mới chính thức được hé lộ. Năm 2019, Jung Jun Jang bị đài truyền hình Hàn Quốc tung ra loạt bằng chứng tin nhắn về nhóm chat tình dục hãm hại biết bao nạn nhân nữ. Seung Ri bị khui bằng chứng môi giới mại dâm và thông tin mật này nằm ở chính chiếc điện thoại vàng của Jung. Cũng từ đây, bê bối hộp đêm, mua bán dâm, ghi hình lén kéo theo hàng loạt cái tên như Choi Jong Hoon, anh trai của Juri, NSD, Joy Kim bị hé lộ. Phải nói rằng, chiếc điện thoại mở ra cảnh cửa bóc trần tội ác của loạt người nổi tiếng K-pop. Hóa ra, nhân vật có công khui ra bằng chứng quan trọng lại chính là kỹ thuật viên ở cửa hàng sửa điện thoại. Và người này đã nhận được số tiền thưởng lên đến 50 triệu won, gần 900 triệu đồng nhờ cung cấp bằng chứng này. Theo Choi Sun, đây là khoản tiền thưởng lớn bất thường và có thể nguyên nhân là do quy mô của vụ án này quá lớn. Đáng nói là đến hôm nay, cụ thể là 4 năm sau khi vụ án bị bóc trần, chi tiết về bằng chứng và mức tiền thưởng mới được báo chí Hàn Quốc công bố. Tờ Choi Sun cũng cho hay, vị kỹ thuật viên này đã gửi tin nhắn KakaoTalk đính kèm bằng chứng cho đài SBS vào tháng 2 năm 2019. Trong đó xuất hiện loạt tin nhắn của Seung Ri yêu cầu cung cấp dịch vụ bán dâm cho khách ở hộp đêm Burning Sun. Một tháng sau đó, kỹ thuật viên này tiếp tục gửi tin nhắn bằng chứng về Jung Jun Jang và hội bạn trong cha chung tình dục. Được biết, Jung Jun Jang đã để chiếc điện thoại chứa hàng nghìn tin nhắn đồi bại để sửa chữa ở cửa hàng. Sau khi phục hồi những tin nhắn từ năm 2015 đến 2016, kỹ thuật viên trên đã quyết định báo ngay thông tin cho đài truyền hình lớn nhất nhì xứ của Sâm SBS. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc điều tra, Ủy ban chống tham nhũng và dân quyền Hàn Quốc tham gia phá án. Sau thời gian dài, vụ án Burning Sun đã chính thức khép lại. Theo phán quyết cuối cùng, Seung Ri bị kết án 3 năm tù vì 9 cáo buộc. Tuy nhiên, sau nhiều phiên tòa, cựu thành viên Big Bang được giảm xuống chỉ còn 18 tháng và được trả tự do vào ngày 9 tháng 2 trước sự ngỡ ngàng của công chúng. Jung Jun Jang bị kết án 5 năm tù. Dự kiến, Jung Jun Jang sẽ mãn hạn tù vào cuối năm 2025. Choi Jong Hoon nhận án tù 2 năm 6 tháng, được trả tự do vào tháng 11 năm 2021. Các nhân vật có liên quan như Lee Jong Hyun, Yeon Jun Hee Ung đều đã rời nhóm nhạc và biến mất khỏi showbiz. Nguồn: Choi Sun.